cận cảnh chấn thương khiến mũi Mbappe biến dạng. Tiền đạo Kylian Mbappe đã dính một chấn thương nghiêm trọng ngay trận đầu ra quân của đội tuyển Pháp trước Áo tại bảng D Euro 2024. Ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe đã bị gãy mũi trong trận thắng 1-0 của đội tuyển Pháp trước Áo tại Euro 2024. Tình huống diễn ra ở phút 85 của trận đấu, khi Pháp được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm của tuyển Áo. Antoine Griezmann là cầu thủ thực hiện quả đá phạt, anh tạt bóng vào trong, nơi Mbappe đang đợi sẵn để bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, đầu của Kylian Mbappe dường như đã va chạm mạnh với vai Kevin Danseau, sau khi tiền đạo này đánh đầu đưa bóng về phía trước. Ngôi sao 25 tuổi ngay lập tức ôm mặt ngồi xuống, và khi đứng dậy, mũi của anh bắt đầu chảy máu, và phải được chăm sóc y tế sau khi trận đấu phải tạm dừng. Chiếc áo màu trắng của tuyển Pháp mà Mbappe đang mặc cũng nhuốm đầy máu. Tiền đạo Real Madrid đã được các nhân viên y tế đưa ra khỏi sân, trước khi anh bị phạt thẻ vàng khi cố gắng trở lại sân thi đấu, mà không được sự cho phép của trọng tài. Sau đó, rõ ràng là Mbappe không thể tiếp tục thi đấu, anh rời sân, đi thẳng vào đường hầm khi thời gian bù giờ của trận đấu còn 9 phút. Các nguồn tin xác nhận, tân binh của Real Madrid đã bị gãy xương mũi sau pha va chạm mạnh với vai của Kevin Danseau. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của anh nghiêm trọng đến mức nào, nhưng rõ ràng, đây là một nỗi lo lớn của tuyển Pháp, khi mà tương lai người đội trưởng và cũng là tiền đạo trụ cột của gà trống tại kỳ Euro 2024 vẫn đang là một dấu hỏi. Nếu tình hình quá nghiêm trọng, rất có thể kỳ Euro của Mbappe sẽ chính thức kết thúc chỉ sau 90 phút ra sân đối đầu với Áo tối nay. Mất đi Mbappe sẽ là tổn thất lớn với tham vọng bảo vệ chức vô địch của Pháp. Anh được xem là chân sút số 1, người gánh vác trọng trách ghi bàn chính ở hàng công của Les Bleus tại Euro năm nay. Trong trường hợp nếu tiếp tục thi đấu, có khả năng cao Mbappe sẽ phải đeo mặt nạ để ra sân trong phần còn lại của Euro 2024. Chấn thương của Mbappe đến trong bối cảnh anh đang có một trận đấu khá tốt trước Áo. Tiền đạo này đã có kiến tạo khiến cho trung vệ Maximilian của Áo đánh đầu phản lưới, đó là bàn thắng duy nhất của Pháp trong trận đấu này. Hơn nữa, với vai trò đội trưởng, Mbappe góp công lớn trong việc cổ vũ tinh thần và kéo cả đội đi lên trong khoảng thời gian thi đấu. Sự vắng mặt của anh sẽ để lại khoảng trống rất lớn cho huấn luyện viên Didier Deschamps trong các kế hoạch sắp tới. Hiện, phía Mbappe và ban huấn luyện tuyển Pháp vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng chấn thương của anh.